Xin chào quý vị, anh chị em đồng hương gần xa trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi muốn nói lại một tin nóng trong nước của mình là nước Việt Nam. Tình hình nhân quyền hiện tại bây giờ chưa cải thiện cho lắm. Cho nên hiện tại bây giờ tôi muốn Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước và Bí thư Trung ương Đảng và Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo Trung ương, những cái bộ ngoại giao trong ngày qua cũng đã gặp cái bên thảo luận về nhân quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về thế giới. Trong đó cũng có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nói nước Việt Nam là chủ quyền, nước Việt Nam là độc lập, không ai nhai vào can thiệp. Đó là đúng, không sai. Nhưng ngược lại, vì trong thời gian qua, tôi muốn nói vì chúng ta chưa bao giờ động tập hiệp lực và chưa bao giờ cái ứng xử và cái giao tiếp đàng hoàng. Cho nên các ông luôn luôn an giang chúng tôi, các ông đi lại các nước lân cận và nói xấu chúng tôi là bọn phu rô lưu vong nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đấu tranh lợi dụng tôn giáo, nhân quyền, tín ngưỡng. Bây giờ tôi muốn nhắc lại cái những cái bên góc nhìn Đài An ninh Trung ương luôn luôn nói chính tôi là người cũng là đấu tranh sáng lập vì cái nhân quyền trong nước Việt Nam của mình. Tôi là người bản xứ ở quân cao nguyên Trung Phần. Hiện tại bây giờ tôi đang sống, tôi là nhân chứng sống. Trong thời gian qua, năm 2001, tôi luôn luôn đấu tranh vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Để cái mà Trung ương của mình hiểu rõ cái vấn đề nhân quyền trong nước Việt Nam của mình, cải cách và thay đổi cái thế chấp và cái thay đổi cái quan điểm, cái những vấn đề đi lại, những cái vấn đề phát ngôn và những cái vấn đề an sinh xã hội và những cái vấn đề cái tập hóa, rồi là vấn đề cái hợp tác mậu dịch tự do, thương mại tự do. Tôi cảm thấy luôn luôn bên chính phủ Việt Nam khăng khăng nói là một đảng làm một nẻo. Đến cái hội nghị lớn, chúng tôi sẽ cải cách nhân quyền, tự do tôn giáo này nọ và các kiểu. Cho nên các ông nói bên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, trong đó cũng là có ông giám đốc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ông Alan Ventan, cũng có những kia bà Sanchez cũng đã nói, và tất cả từ đảng Cộng hòa ngược lại đảng Dân chủ đi rồi lại về, mà các ông cứ cười nhạo người ta là người ta không biết gì hết. Đáng lẽ người ta mới nói vì để các ông tinh ngộ, đừng bao giờ kiểu ngạo. Không phải là các ông là thăng Pháp, thăng Mỹ đâu. Vì người ta khiêm tốn về cái chính nghĩa. Vì người ta cũng là đã đến nước của mình, người ta tôn trọng, người ta về nước mà thôi. Còn bây giờ á, các ông có xe tăng, xe máy bay và các loại xe và các cái súng đạn, vũ khí tối tân để dọa lại cái người bản xứ cao nguyên của tôi. Tôi là người bản xứ, tôi có quyền nói, tôi có quyền phát ngôn. Các ông là người khách, không bao giờ có quyền đó. Nên bây giờ cho dù những cái người mà hy sinh cho Tổ quốc, đó là nói xuống,
không phải là người kinh của các ông đổ máu rồi là hy sinh này nọ. Chẳng lẽ là nếu mà không có người bản xứ của chúng tôi thì các ông cũng không có ngày hôm nay. Cái nhân quyền không phải là các ông dọa chúng tôi ngày hôm nay đó, là súng đạn rồi lại xe hơi, xe tăng rồi là máy bay, là vũ khí tối tân. Bây giờ hỡi Thủ tướng Chính phủ hiện tại đang nằm chức, tức là ông Phạm Minh Chính, còn ông Nguyễn Tân Dũng cũng đã về hưu rồi. Vì sao tôi nói là cái ca ấy, từ về hưu, tất cả mọi người của mình, thể xác của mình, cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tuổi thọ của mình cũng có tuổi thọ, xong có khúc đời có lúc, nó sẽ có mà thôi. Không ai tránh khỏi được sự chết. Sự chết đối với con người là một món nợ. Chứ ngày hôm nay tôi nói, đến lời ăn tiếng nói của tôi luôn luôn sống. Tức là mình muốn ứng xử giỏi, giao tiếp tốt. Không phải là các ông nói là văn hóa của Việt Nam của mình rất là tốt, rất là hay bài văn, bài thơ. Mà cuối cùng tôi, chính tôi là ở trong trại giam hơn 10 năm. Nhưng cuối cùng các ông thì nói tiếng tục còn nhiều hơn cái câu lịch sử và văn hóa. Cho nên ngày hôm nay tôi có tự do phát ngôn, tự do nhân quyền, tôi có thể lên tiếng để cái trồng hành pháp, cái hiến pháp của nước Việt Nam của mình có thể thay đổi cái mà cái bản chất về vấn đề nhân quyền tồn tại trong nước. Vì sao tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng? Hồ Chí Minh nói, đó là khi tôi chỉ là tóm tắt một ít thôi, các ông thừa biết. Cái ngày 2 tháng 9 năm 1975 cho đến ngày hôm nay, đó là tôi nói 75. Cái bản tuyên ngôn đó chính là năm 1945. Cho nên tôi nói từ 75 hay là 45 gì đó, nó cùng bằng. Tất cả mọi việc nó đã qua, còn tương lai không ai biết trước được. Cho nên bây giờ tôi muốn cái Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi cái bản chất, cải cách cái nhân quyền. Không phải là nhân quyền như ngày hôm nay tôi mới nghe, tôi mới đọc, đó là nhân chứng và bằng chứng xác thực. Tôi mới biết rằng kia các ông luôn luôn nói về nhân quyền, nói là chúng tôi lợi dụng cái tôn giáo tin ngưỡng, rồi lại lợi dụng cái nhân quyền. Bây giờ các ông cũng lợi dụng cái việc tôn giáo là cái gì nữa? Bây giờ tôi sẽ đọc cho các ông nghe. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2016, tức là cái trong vi ban Trung ương Đảng đã nói là nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đào tạo 21.811 mục sư trong Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam phải dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không đặt được đặt Chúa là trên hết, ép buộc phải thờ Bác Hồ. Vì sao tôi tách từ Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam trước khi tôi đi biểu tình? Vì tôi cảm thấy các ông ép buộc chúng tôi là thờ phượng Bác Hồ, không phải là thờ phượng Chúa. Cho nên bao nhiêu hội thánh bây giờ theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước bây giờ là đã sai luật rồi. Không phải là sai luật trong nước, trong nước của các anh là đúng, bởi vì là các anh là theo khuôn khổ pháp luật mà. Cho nên tôi đối chiếu cái luật trời của tôi trong kinh thánh là sai. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, chỉ là một Đức Chúa Trời mà thôi. Không bao giờ Hồ Chí Minh lại trở thành Đức Chúa Trời được. Cho nên tại sao tôi tách từ Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, tôi thành lập Hội Thánh Tin Lành Đê Ga Độc Lập. Tôi không thích cái mà các ông đối xử
ép buộc chúng tôi thờ Bác Hồ. Còn ông anh hùng lúc, chính cái ông của tôi cũng không bao giờ thờ anh hùng lúc. Tôi vẫn thờ Chúa. Cho nên bây giờ tôi đọc đi đọc lại cái mình nghiên cứu ghi các ông đã đào tạo cái 21.811 mục sư này. Hiện tại vì lý do gì, tại sao họ đang ở đâu, hoạt động ở đâu? Bọn mục sư này đã quan niệm các hội thánh ở đâu? Mà thờ đặt Chúa là sau lưng, mà thờ Bác Hồ, ép buộc và thờ Bác Hồ. Nếu mà các mục sư đã thờ Bác Hồ trước rồi, chắc có lẽ là tín hữu trong nước sẽ chết mà thôi. Cho nên tâm tư nguyện vọng bây giờ tôi muốn cái đảng trong trung ương và chính phủ hãy cải cách nhân quyền xác đáng cho chính thực và sự thật lẽ phải vì công lý. Đó là tâm tư nguyện vọng của người dân. Không phải là mình lấy tiền của mình, hình ảnh của ông cụ Hồ Chí Minh này nọ, như các ông lừa bây giờ, tiền hàng tỷ tỷ, lấy hình ảnh của Hồ Chí Minh để dọa dần cao nguyên của tôi, lại nợ nề nọ tất cả mọi mặt, và những cái tiền tỷ tỷ đó ép bây giờ lấy hết đất đai của chúng tôi. Bây giờ tôi mới nói ra liền tiếng, cho dù tôi không phải là lanh lỏi giỏi tốt đi chẳng nữa, tôi phải nói tiếng Việt cho rõ. Năng nhẹ bé to nhỏ lớn, đúng sai phải trái. Cho dù tôi nói viết xấu dấu sai bài phổ thông không đúng chữ, cái câu ngụ ngôn của mình, biết ít biết nhiều khó biết đủ, đó là câu ngụ ngôn của mình. Nhưng cụ Hồ cũng nói, rốt đến đâu học lâu cũng biết, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, không kể không có thóc, không học không biết chữ, đi một ngày sáng học một sáng khôn. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất tất vàng bao nhiêu, đó là tập đọc lớp 3. Tôi vẫn còn nhớ, còn tôi vẫn còn giữ lại cái tập đọc và những cái bài học ở lớp 3 cho đến ngày hôm nay. Tất cả, kể cả toán, mình toàn khối đề nọ, và tất cả học đại học rồi lớp 12 đi chăng nữa thì nếu mà mình tin khối vì cái gỗ đấy, mình cũng phải lấy toán lớp 3 mà thôi. Tập đọc lớp 3, toán lớp 3. Đó, mình nhớ. Cho dù hiện tại bây giờ tôi lâm cẩm, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Tôi xin chào cảm ơn quý vị, các anh chị em, quý đồng hương, bậc thầy tiên bối, bạn bè, thân hữu của tôi gần xa, trong nước và ngoài nước. Hôm nay, chỗ nào tôi nói vẫn còn thiếu sót, mong quý vị đóng góp, góp ý với lời nói của tôi để tôi hoàn chỉnh lại. Khi trong tương lai, nếu cảm thấy nó tạm được, thì mong quý vị cũng phải thích. Mong quý vị chia sẻ, mong quý vị đăng ký. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đón xem. Tôi xin dừng lời. Tạm biệt.